Hai Quang xin chào bạn, đây là bùn chuối. Chuối đó các bạn thường ăn đó. Đây là bùn chuối, nó còn cái búp nè. Đây là trái còn non. Mình chưa có lật cái búp. Khi nào trái đây nó ra, nó nhỏ lại rồi lật cái búp ra. Rồi nó dùng tất cả sức lực lại, nó nuôi cái những cái cây chuối kia, những cái bùn nãy giờ còn lại. Cà chuối đây là một bùn chuối, thì một cây chuối một đời chỉ ra được một bùn chuối này nè. Sau này ra mình lật cái đây ra cho nó trái bự lên chín già, và lật cái bắp đây thì nó ra già, thì một cái chuối được ra bùn sống một đời đó. Đây là giới thiệu với chị bùn chuối nha. Giờ tiếp theo mình giới thiệu bạn bùn chuối đã cắt cái búp rồi.